Hôm nay thì Vân sẽ chia sẻ tới cho tất cả các nhà đầu tư chúng ta về 8 bí quyết triệu đô khi mua nhà đất. Đây là một chủ đề mà rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm trong suốt thời gian vừa qua đã inbox cho Vân. Và ngày hôm nay thì Vân sẽ chia sẻ tới trong video này tới các nhà đầu tư nhé. Một, đó là gì? Chúng ta phải xác định kỹ nhu cầu. Thứ hai, đó là bước thứ hai là xác định ngân sách. Bước số 3, đó là bắt đầu tìm kiếm nhà đất. Tiếp đến bước 4, đó là kiểm tra nhà. Bước thứ 5, đó là so sánh và ra quyết định. Bước thứ 6, đó là bước thương lượng đàm phán ạ. Và bước thứ 7, đó là chốt giao dịch. Bước thứ 8, đó là quản lý hậu giao dịch và chuyển đến. Đây là lúc chúng ta có thể yên tâm hơn về quá trình giao dịch. Và giờ là lúc chúng ta nhận bàn giao nhà và chuẩn bị dọn đến.